đặc sản vùng quê đây. Cái này gọi là rau gì? Lạc tiên đúng không? Lạc tiên đây. Ui giời. Lạc tiên đặc sản vùng quê. Múi này. Này ông cầm này con, để con hái tiếp. Có trong hái lâu quả vậy. Sao hái đi, thấm được thôi bằng này thế mày. Ê, không chơi được, yên đã. Từ từ. Để con đẻ này, con hái mới được nắm, phải đủ luộc thì ai. Ngọn nó non. Đặc sản vùng quê, loại này ăn vào. Ăn vào ngủ. Ngủ bằng chết. Sao nó non như thế này. Nó mưa nó vậy. Sao? Cực ngon luôn. Đủ luộc đi. Đây. Em gần đận hái hoa dại quá. Nhiều. Non như là. Cây này gọi là cây. Cái cây này là cũng cực kỳ đây này. Cây này này. Cây này này. Tổ tầm. Sao cây này cơ mà. À đây cây ấy, cây cây này biết cây gì không? Cây ấy, cây cây này cơ mà. Dạ. Cây này. Cây này không nói cái thằng cha nó phổ biến cây này. Cây lá này cũng đâu cây nhà dân ngon. Vâng, cái đấy ăn nó à, hàng. Cây này là ở cái vùng dân tộc nó gọi là cây đĩ. À. Còn có nơi thì gọi cây này là cây ba càng, nên mày thấy cái chỗ nào nó có ba càng. Vâng. Thấy chưa? Vâng. Hóa là hóa đĩ. Tại sao lại gọi là hóa đĩ? Hóa đĩ bởi vì là cái gì nó cũng dính vào. Tên gọi hóa đĩ. Không nói cái lão truyền thông nó nói chuyện gì. Vâng. Đây hoa này gọi là hoa đĩ. Đấy hoa đĩ đây. Vâng, cái này vì hoa đĩ hoặc gọi là hoa ba càng. Hoa ba càng. Cùng dân tộc ở ấy thì nó gọi là hoa đĩ. Hai ông con mình hái này mà sức mà luộc. Thôi hái làm gì nhiều. Không, bây giờ luộc bữa ăn đủ thôi chứ không. Này bố. Cứ bỏ dao ra là gì thì cầm. Thôi, 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 thôi. Nhiều. Bỏ ghe xuống đây, bỏ cái ống mương đây. Vậy, để xong rồi để lá kia. Mày biết là bằng này thì có ít đâu mà. À, chưa đủ, còn nắm nữa. Dài. Đây con nắm nó đang nhiều này. Non như này hái nốt. Thôi hái này để những người nào ta đi người ta gặp người ta hái tiếp, nhưng mà thôi mình cứ làm nốt đi. Cho đủ bữa chỗ này đang bao nhiêu ngọn này. Mùa xuân mới được ăn này. Nay về khéo xào ăn cũng ngon. Này. Luộc thôi luộc thôi. Luộc đi xong xào. Bây giờ về luộc không? Về luộc luôn. Luộc qua đi xong xào. Không. Ăn luộc mới ngon. Nguyên chất luôn. Ôi, ăn phết nhiều. Có phải nãy cái hai bố con sức mà ăn. Đâu? À. Tao đây à? Đây này, quay cả cái kìa. Bao nhiêu là hoa hoa ngũ sắc. Quay hoa ngũ sắc kìa, quay quần. Đâu đây à? Như đây, cái vùng như đây, đến sát vào một quay. Ui ôi, nhiều cái này, mấy phút. Sắc đây. Từ từ đã, đây đó, hai nốt mỗi người nắm nữa cho đủ. Ui xa. Vậy mà cẩn thận hả? Không cẩn thận hái vào. Quá. Sao bố lại dặm lên vậy? Đằng sau nó còn đầy này, dặm vào đấy làm gì? Cây ba càng, cây đi. Vì sao gọi là cây đi bởi vì hoa này. Hoa nó dính với quần áo à? Dính nhiệt với quần áo. Cái này là phải dành, ngày xưa là dành cho bà đẻ sao nhỉ? Phải không? Cây lạc tiên này là nó nấu cao. Tiêu độc là cái cây này. Này phải hái vào cho luộc cho phụ nữ ăn tốt. Dạ, ông toàn dặm ăn chốc, con hái cái đằng một đẩy. Ôi giời, hái cho ngon, hái làm gì? Chót cho ngon hái. Đây này, trông này. Đâu rồi? Có vậy thế mà. Đủ chưa? Yếu rồi, không hái. Phải thấy đi dọn này đã. Đây, cái bọc vào đây.
nhiều dã man luôn, cái con đê nó đau mưa này. Bùi trong này còn nhiều lắm. Sợ nó nằm bò đây ở dưới này, dẫm cứ lên chốc. Bố nguyên cái nọn ngon và luộc ăn tuyệt vời. Này bố ơi, đơn cầm bớt cho kìa, để cầm bỏ vào đây, bỏ vào đây. À, cái túi á. Rồi, đi. Đường đi như là bố cầm dao chưa? Đủ đủ hết rồi nhỉ. Cái găng tay bố cầm rồi. Đi đi đi, đi ngồi lại mưa. Vai vai vai. Nói chung là vào đây mà hái cây tổ tầm cũng thiếu gì. Dọn tạp này. Kinh nọ ông đi phá thế này. Quá là ác. Rồi, đến đây là quang rồi. Xin chào.